vừa trườn qua chỗ này này. Đây 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 đường bên này sang này. Chú bên này sang á? Vâng. Rồi này. Tới cây. Đen đen đen. Đen vâng, màu đen. Đây là trong cái bụi rậm rậm này. Và nó đuối ở dưới mà. Rúc có trong cái bụi rậm ấy. Màu đen à? Vâng, màu đen không ạ? Nhìn thấy nó còn được nữa người. Đây rồi. Đúng. Tổ chức rồi. Nó quẩn ghê lắm. Chặt thế này. Chặt lắm ngoại. Ai rồi? Đây này. Ồ. Bơi làm rắn, nào? Rắn gì ạ? À? Ồ, rắn gì đen thế? Mày nó tụt đuôi. Cọ cái tụt. Đây, chặt được rồi. Cái này chặt được rồi. Đây về. À, đào. Mày lấy xuống đào. Cái cây đây, lấy xuống đào. Đào. Nó vào đấy rồi. Tôi vẽ đây rồi. Chấm tội lắm. Đi xuống nhanh lên. Đây rồi. Tôi đây rồi. Chính xác rồi. Tội lắm rắn ạ. Hàng của nó trong này không ạ? Ai sao? Còn tội lắm ấy, con này ạ. Mùi luôn là tay cái con tay đấy rồi. Ừ. Tơi con này. Thế thì hang của nó là ở đây đúng không ạ? Đây là cái hang của nó đấy, chứ không phải là rắn khả năng là rắn hổ mang không ạ? Đen đen không biết này. Nó vào cái rẻ không ạ? Không, cái gốc này nó mục thôi, rẻ. Gốc của nó mục. Nhưng mà nó vào cái rẻ cây. À đây nó có ngách ăn lên đây này. Có một cái hang của nó ăn lên đây này. Đâu à? Bây giờ xiên một chỗ xong mới luồn xe đen vào đấy bên. Đấy, hang của nó đây này. Cửa hang đây này. Đấy, hang đấy. Nào bên đây, bên đây. Bên này giờ. À, ô, dẫn đây rồi. Ông ơi, đây này. Đây à? Đây, nó nào nó trắng đấy. Màu trắng, chẳng phải con này. Chẳng phải con này á. Các hôm nay màu đen đúng không? Ừ. Nào bây giờ ra màu trắng nhỉ? Nó bênh. Bênh nhanh nhá. Ôi giời. Con này màu đen. Sao con này màu đen rồi bây giờ nó này ra màu trắng này. Ôi giời. À, hai con. Hai con luôn. Đây đây, thấy chưa? Rồi. Ôi giời. Đấy. Con này. Ôi giời. Đẹp đây, con rắn trắng này. Hai màu. Sao nó có cô? Có cái màu rắn màu trắng này nhỉ? Ồ, hai con. Hả? Không biết rắn gì. Rắn gì màu trắng này. Ừ. Ây ôi, ê, nghe không? Màu trắng tinh. Bắt con bá chưa? Con này, con kiểu như rắn đột biến không ạ? Bắt con bá đi. Bắt con này nhá. Ừ. Con đen này này. Đấy, cái con này, con này. Con này bắt nhầm này. Ờ. Con này tởi lắm không ạ? Đuổi tởi lắm, đuổi chộp đuôi nó. Ây, nghe không? Ôi giời. Cầm một con đấy. Ôi da. Con này mấy cân. Ôi. À, này chả có trái mà đúc có trái. Cứ cầm này đi về. Cứ này xách về thôi. Bắt được rồi à? Bắt được rồi. Hai con liền. Hai con. Để cho nhìn thấy con này này. Để nhìn thấy con đen này á. Đấy, con đen này này. Rồi, tôi chộp chượt đuôi, túng vào đuôi nó rồi. Thế con trắng nó chia ở đâu ra? Đấy, nó tốt trong hai hàng ấy, đào cái hàng ấy được hai con. Ừ. Con này là nó chui vào đấy, chộp chượt đây. Túng vào đuôi nó, còn con này thì nó có trước ở trong này này. Cái khu đồi này nhiều rắn lắm. Ừ. Không, chả có gì được ngay. Chả có gì được ngay, chúng tôi đi phát đấy mà. Phát đồi đây mà. Ừ, cái bơi này xách về luôn. Bơi cứ lại xách về đó. Thôi, về đây. Ôi, anh có lấy không? Ôi, lấy gì? Thế chả lấy chúng tôi đem về nuôi nhá. Vâng. Thôi.